độc đáo của Paris. Như đã nói trên, hai năm nay Paris đã chứng kiến nhiều cuộc khởi nghĩa. Trừ những khu phố khởi nghĩa ra thì khu vực còn lại của Paris thường thường yên tĩnh một cách kỳ quái. Paris làm quen rất nhanh với mọi thứ, mà đây chỉ là một cuộc bạo khởi. Paris bận nhiều việc quá, hơi đâu mà lo đến nó. Chỉ những thành phố đồ sộ như Paris mới có những quan cảnh như thế phải có giải thành trì mênh mông kia mới có thể chứa đựng đồng thời với cuộc nội chiến cả một sự bình tĩnh kỳ lạ làm sao thường thường khi cuộc khởi nghĩa bắt đầu khi tiếng trống tiếng kèn gọi lính tiếng hiệu báo động vang lên người chủ hiệu chỉ đủng đỉnh nói phố sen martin lại cãi nhau rồi hay ngoại ô sen martin nhiều khi anh ta nói thêm một cách thản nhiên cũng ở đâu đấy thôi về sau khi đó nghe rõ tiếng nổ xé tai và ghê rợn của súng trường bắn lẻ và bắn hàng loạt, anh ta nói, găng nhĩ, Chà! Găng gớm! Lát sau, nếu bạo khởi đến gần và lan rộng, anh ta đóng vội cửa hàng, mặc nhanh bộ binh phục, nghĩa là anh ta lo bảo toàn hàng hóa, còn tính mệnh thì lại bỏ vào cuộc rủi may. Người ta bắn nhau ở ngã tư, ở các ngõ hẻm, ở các ngõ cục, người ta giành đi cướp lại các chiến lũy, máu đổ đạn bắn vào các mặt trước nhà như mưa. Ở trong buồn ngủ có người trúng đạn chết. Xác người ngổn ngang ngoài đường. Nhưng cách vài phố, trong các tiệm cà phê những hòn biêu lát vẫn chạm nhau lóc cóc. Những kẻ hiếu kỳ cười cười, nói nói chỉ cách các phố đang đánh nhau có vài bước, rạp hát vẫn mở cửa diễn những kịch vui. Xe ngựa vẫn cứ qua lại, người ta vẫn cứ ra phố ăn hiệu. Đôi khi ngay cả trong phố đang đánh nhau. Năm 1831, hai bên ngừng bắn để cho một đám cưới đi qua. Trong cuộc khởi nghĩa ngày 12 tháng 5 năm 1839, ở phố Sen Martin có một cụ già tàn tật kéo một cái xe bò, trên cắm cái cờ tam tài như cái dẻ rách, trong xe có mấy bình nước gì đấy. Cụ cứ đi đi lại lại từ chiến lũy đến quân đội rồi từ quân đội đến chiến lũy, mời cả đôi bên uống nước dừa chẳng thiên vị bên nào, hết mời quân chính phủ lại mời những người bạo động. Thật là kỳ lạ hết chỗ nói, đó chính là đặc tính của các cuộc bạo động ở Paris, khác hẳn mọi thủ đô. Muốn được thế phải có hai điều, cái vĩ đại của Paris và tính vui nhộn của nó. Phải là thành phố của Voltaire và của Napoleon mới thế. Thế mà lần này, trong cuộc nổi loạn ngày 5 tháng 6 năm 1832, thành phố vĩ đại này cảm thấy có một cái gì có vẻ khỏe hơn nó. Nó đâm sợ. Khắp nơi Cả trong những khu phố xa nhất và ít liên quan nhất, cửa sổ, cửa lớn, cửa chớp giữa ban ngày cũng đóng kín mít. Người can đảm cầm khí giới, kẻ nhát gan chạy trốn. Loại khách qua đường bận rộn và vô tư biến đâu mất. Nhiều phố vắng tanh như vào lúc 4 giờ sáng. Tin tức hung dữ lan ra, những chi tiết dễ sợ truyền đi, nào họ đã chiếm được nhà ngân hàng, nào chỉ riêng trong tu viện St. Mary, họ đã đông đến 600, mai phục ở đấy lấy nhà thờ làm pháo đài để bắn ra, nào quân chính quy không đáng tin ấy, nào Aman Karel đi gặp thống chế Clausel và thống chế đã nói, ông hãy có một trung đoàn đã. Nào Lafay ốm nhưng đã tuyên bố với họ, tôi tán thành các bạn. Tôi sẽ theo các bạn bất kỳ ở đâu miễn là có chỗ đủ đặt một cái ghế, nào phải đề phòng cẩn thận chứ đêm nay sẽ có bọn vào cướp những ngôi nhà ở nơi hẻo lánh của Paris, quả cảnh sát thực giàu ốc tưởng tượng, đúng là một endracolai ở trong bộ máy nhà nước nào một đội pháo đã bố trí ở phố Aurille bao chờ, nào lô bao và bugeat đang bàn tính và nửa đêm hay chậm lắm là tảng sáng bốn cánh quân sẽ đi từ bốn ngã ập vào trung tâm của quân bạo động cánh quân thứ nhất từ ngục bắc cánh quân thứ hai từ cửa osen martin cánh quân thứ ba từ rè cánh quân thứ tư từ xóm chợ nào là chuyến này chưa biết rồi sẽ ra sao nhưng chắc chắn là nghiêm trọng người ta thấy thống chế sao do dự nên đâm lo Tại sao ông ta không tấn công ngay? Rõ ràng ông ta đang suy nghĩ nhiều. Con sư tử già hình như đánh hơi thấy trong bóng tối này có một con quái vật chưa hề gặp. Đêm đến, rạp hát không mở cửa, những đội tuần tiểu đi đi lại lại có vẻ tức bực, người ta khám xét những người qua lại, ai có vẻ tình nghi là bị bắt ngay. Đến 9 giờ, đã có hơn 800 người bị bắt. Sở cảnh sát chật ních cả người, ngục con xe chật ních, ngục la phót sờ chật ních đặc biệt ở ngục Concier, dưới cái hầm ngầm dài gọi là phố Paris, trơm trải ngổn ngang, tù nằm lên nhau. La răng, con người thành ly ông, dũng cảm hô hào họ. Trơm rạ bị chân người đạp nghe rào rào như mưa dông. Ở chỗ khác, tù nhân nằm cả ngoài trời, ngoài nhà chơi, chồng chất lên nhau. Đâu đâu cũng thấy lo ngại, có phần run sợ, khác thường đối với Paris. Nhà cửa đóng, chặn kính, đàn bà và các bà mẹ lo lắng chỉ nghe những câu trời ơi sao anh ấy vẫn chưa về xa xa nghe tiếng xe cộ chạy thưa thớt người ta đứng ở bậc cửa lắng nghe tiếng rầm rầm tiếng kêu tiếng hò hét những tiếng ầm ỉ ở đâu xa và người ta đoán kỵ binh đấy hay xe chở đạn đang chạy người ta nghe tiếng kèn tiếng trống tiếng súng đặc biệt tiếng chuông báo động thảm hại của nhà thờ saint mary người ta chờ đợi phát đại bác đầu tiên nhiều người cầm khí giới nhô ra đầu phố kêu to vào nhà đi và biến mất thế là ai nấy vội vàng đóng chốt cửa lại người ta nói rồi ra làm sao đây trời cứ tối dần từng lúc paris có vẻ nhuộm thêm màu lửa chiến ảm đạm và dữ dội của bạo khởi